Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hương, hiện đang là giảng viên khoa Nhật Bản học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt khóa học này. Đến với mỗi khóa nhỏ trong chuỗi 3 khóa của chương trình Hachime, các bạn sẽ được học, đánh giá, kiểm tra năng lực, không khác gì các lớp học thực tế ở bên các trung tâm ngoại ngữ nước ngoài. Hachime phù hợp với những học viên chưa biết gì về tiếng Nhật, là cơ sở để vươn tới những khóa học tiếp theo từ cơ bản đến nâng cao, và cả những khóa luyện thi năng lực Nhật ngữ GRBT của Kinaningo sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình Hajime, các bạn có thể tự tin đọc viết những bảng chữ cái trong tiếng Nhật, nắm bắt được những mẫu chữ pháp cơ bản và có thể đàm thoại được những mẫu câu đơn giản. Dạ, Hajime Basho, nào chúng ta cùng bắt đầu vào khóa Hajime 1 nhé! Điểm là nhờ vào chữ kanji, cái câu văn của chúng ta viết sẽ không bị rối do sử dụng quá nhiều chữ hiragana. Ví dụ, chữ an. Chữ an có nghĩa là bình an. Chữ này sẽ gồm có bộ miên và chữ nữ. Miên có nghĩa là mái nhà, nữ là phụ nữ. Người phụ nữ ở trong nhà thì là bình an. Hay một ví dụ khác, ta có chữ hương, có nghĩa là nghỉ ngơi. Chữ này gồm có bộ nhân đứng và chữ mộc có nghĩa là cái cây. Chữ này có nghĩa là con người khi mệt mỏi nhìn vào gốc cây để nghỉ ngơi.